Nếu bạn hỏi trong bóng đá, chuyện cổ tích là như thế nào, thì có lẽ câu trả lời là không quá khó. Chuyện cổ tích có thể là hành trình phi thường của Hy Lạp tại vòng chung kết Euro 2004. Chuyện cổ tích trong bóng đá cũng có thể là cách mà Leicester City lên ngôi tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2015-2016. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và những câu chuyện thần kỳ luôn là điều mà những kẻ nhược tiểu luôn muốn làm được. Người hâm mộ bóng đá luôn thích những điều kỳ lạ như thế, vì nó luôn đem lại những cảm xúc bất diệt cho giới mộ điệu. Một giải vô địch quốc gia ở châu Âu đã đi được gần 1/3 chặng đường, và có một câu lạc bộ bé nhỏ đang viết nên một câu chuyện cổ tích lớn ở một đấu trường mà từ rất lâu chỉ có sự cạnh tranh của ba câu lạc bộ là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid. Ngày hôm nay, bongda.com.vn sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích về đội bóng tí hon vùng Andalusia, Granada. Granada, thành phố 2.500 năm tuổi thuộc khu tự trị Andalusia, thu hút rất nhiều lượt khách du lịch mỗi năm bởi các công trình kiến trúc cổ kính, xưa cũ với nhiều cung điện lâu đài, thành quách mang đậm dấu ấn Ả Rập ở giữa châu Âu. Cùng với vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn, Granada được đánh giá là một trong những thành phố đáng du lịch nhất đất nước Tây Ban Nha. Không chỉ có du lịch, Granada còn là một nơi nổi tiếng với tình yêu trái bóng tròn. Đây cũng là nơi đặt đại bản doanh của đội bóng cùng tên, câu lạc bộ Granada nhỏ bé. Câu lạc bộ Granada được hình thành vào năm 1931 và bắt đầu thi đấu ở giải hạng 4 Tây Ban Nha. Trải qua gần 100 năm hình thành và phát triển, đội bóng vùng Andalusia chưa bao giờ được xem là một đội bóng có tiềm năng tại Tây Ban Nha. Granada dẫu vẫn thường xuyên góp mặt tại La Liga, nhưng thường bị xem là kẻ lót đường, và sau vài mùa thì như một lẽ tự nhiên, đội bóng này sẽ xuống hạng. Thành tích tốt nhất mà đội bóng vùng Andalusia có được là hạng 6 chung cuộc tại La Liga mùa giải 1971-1972 và 1973-1974. Mùa giải 1944-1945, đội bóng này cũng vào đến bán kết của cúp nhà vua. Đó là tất cả những gì tinh túy nhất mà Granada có được trong quá khứ. Mùa giải trước, đội bóng này đang thi đấu tại giải hạng nhất Tây Ban Nha và kết thúc ở vị trí thứ 2 sau Osasuna. Thành tích này giúp Granada trở lại đấu trường danh giá nhất xứ sở bò tót sau 2 năm vắng bóng. Granada trở lại, có ai kỳ vọng không? Xin thưa, chắc chắn là không, vì chẳng ai tin một đội bóng nhỏ bé có thể làm nên một điều gì đó lớn lao. Mùa hè vừa qua, Granada chỉ chi 7,2 triệu euro để tuyển quân với hai hợp đồng cao nhất là Dustin Martin từ Udinese và Domingo Duarte từ Sporting. Cả hai đều chỉ có giá 3 triệu euro. Thật sự, ai cũng nghĩ đội bóng ở bên dãy núi Nevada tráng lệ chỉ đến La Liga để góp vui mà thôi. Trận giao quân, họ cầm chân Villarreal 4 đều, đó là một thành công lớn với đội bóng này. Ngay sau đó, tất cả trở về với mặt đất sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Sevilla. Cổ động viên của đội bóng tự an ủi, thôi, được thi đấu ở La Liga là vui rồi, thua cũng chẳng sao. Thế nhưng, có một người thì không nghĩ như vậy. Đó là Diego Martinez, huấn luyện viên trưởng của Granada. Ông liên tục động viên các học trò. Chặng đường phía trước còn rất dài và tất cả chỉ là mới bắt đầu. Quả thật, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Vòng 3, hành quân đến xứ Catalan làm khách trên sân của một đối thủ vô cùng khó chơi là Espanyol. Granada bắt đầu một hành trình kỳ diệu của mình bằng chiến thắng hủy diệt 3-0. Tiếp đà hưng phấn, đội bóng xứ Anda tiếp tục giành một chiến thắng nữa trước Celta Vigo với tỷ số 1-0. Lúc này, đội bóng mới chỉ nằm ở vùng an toàn và chưa ai nghĩ nhiều đến cái gọi là kỳ tích, nhất là khi họ sẽ phải đối đầu với Barcelona ở trận đấu tiếp theo. Thứ mà Granada dùng để tiếp đón gã khổng lồ xứ Catalan chẳng có gì ngoài một trái tim quả cảm, không biết sợ là gì. Bước vào trận đấu, Barcelona kiểm soát bóng đến 76%, nhưng những thứ mà đội bóng của Messi làm được chỉ là con số không tròn trĩnh. Cầm bóng 24%, nhưng Granada với một tinh thần quật cường đã thi đấu tuyệt hay. Họ sút nhiều hơn Barca, sút chính xác cũng nhiều hơn Barca và thành quả mà họ mang lại được là hai bàn thắng của Ramon Azzi và Avando Vandilo. Một chiến thắng hơn cả phi thường của tân binh La Liga. Lúc này người ta mới bắt đầu để ý đến đội bóng nhược tiểu xứ Andalusia. Sau 5 vòng,
họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Vòng đấu tiếp sau đó, Granada bị Valladolid cầm hòa với tỷ số 1-1. Granada nối dãy chuỗi bất bại của mình lên con số 5 khi đánh bại Leganés 1-0 ở vòng đấu tiếp theo và qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga trong sự vỡ òa của các cổ động viên. Những người hâm mộ bắt đầu mơ mộng về một kết quả thần kỳ cho đội bóng quê hương. Thế nhưng, mơ mộng của họ sớm bị tạt một gáo nước lạnh khi hành quân đến Bernabeu, nơi mà Real Madrid thời điểm đó đang rất khát điểm. Họ thất bại với tỷ số 4-2 và giơ ngôi đầu bảng vào chính tay của Real. Thắng không kiêu, bại không nản, Granada vẫn tiếp tục tập luyện chăm chỉ để mong làm được một điều gì đó. Sau thất bại tại Bernabeu, Granada tìm lại mạch thắng trước đối thủ của chính họ ở mùa giải năm trước là Osasuna. Cuối tuần qua, Real Madrid và Barcelona không thi đấu. Chính điều này tạo một thời cơ rất lớn cho đoàn quân của Diego Martinez. Họ đối đầu với Betis và nếu thắng, họ sẽ trở lại đỉnh của bảng xếp hạng. Và rồi, Granada thắng thật. Họ lại thắng tối thiểu để thống trị Tây Ban Nha thêm một lần nữa. Granada đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Điều đó có phải là may mắn hay là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước? Chúng ta nên nhớ, Granada chỉ là một tân binh với một tập hợp toàn những cầu thủ vô danh, hưởng lương bèo bọt. Vũ khí lớn nhất của Granada chỉ là tinh thần thi đấu không biết sợ và tâm lý thoải mái vì không còn gì để mất. Cùng với đó là một khát khao được thể hiện mình khi đọ sức với các anh tài ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Diego Martinez thậm chí còn không tin ông và các học trò đang làm được một điều phi thường ấy. Không thể tin được là chúng tôi đang dẫn đầu bảng. Tôi cũng như các cầu thủ đều hiểu đây chỉ là khoảnh khắc và với tiềm lực của mình, chúng tôi không thể bì được với Real, Barca và nhiều đội bóng khác. Nhưng Granada không có gì để mất. Được chơi bóng ở La Liga là niềm vui, niềm tự hào lớn với các cầu thủ. Và thế là đủ để họ coi mỗi trận đấu là một trận chung kết, đá hết mình, lấy sức mạnh tập thể bù đắp cho những hạn chế cá nhân. Thành công của Granada đến từ sức mạnh tập thể và đấu pháp chiến thuật dựa vào sức mạnh phòng ngự của huấn luyện viên Diego Martinez. Sau trận thắng Betis 1-0 ở vòng đấu trước, câu lạc bộ nhỏ bé xứ Andalusia đã có tới 6 trận đấu giữ sạch lưới. Chỉ có Atletico giữ sạch lưới nhiều hơn Granada với 7 trận. Nếu tính cả ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Granada chỉ kém duy nhất một đội nữa là đương kim vô địch Ligue 1, Paris Saint-Germain 8 trận. Thành thật mà nói, thành công ngoài mong đợi của Granada có một phần rất lớn dấu ấn chiến thuật của Diego Martinez. Trong 51 trận mà ông dẫn dắt Granada trên mọi đấu trường, đội bóng này chỉ nhận 9 thất bại. Sự chắc chắn của Granada còn được thể hiện qua việc họ chưa từng để thua sau khi đã vươn lên dẫn bàn. Ở châu Âu, mấy đội làm được như tân binh La Liga. Ông Martinez năm nay mới 39 tuổi và chưa từng trải qua cuộc đời cầu thủ. Ông cũng chưa từng một lần dẫn dắt một đội bóng ở giải vô địch quốc gia nào. Ông theo học ngành khoa học thể thao ở Đại học Alhambra, cách đại bản doanh của Granada chỉ mấy trăm mét. Nhưng gần như thế mà vẫn còn xa lắm. Đội bóng đầu tiên mà Martinez dẫn dắt ở tuổi 20 là Albolot. Sau đó vào năm 2004, ông được mời dẫn dắt đội trẻ của Arenas de Almeria. Lúc đó câu lạc bộ này còn đang chơi ở giải Tercera, giải hạng 4 của Tây Ban Nha. Một năm sau, ông được đôn lên làm trợ lý. Và năm sau nữa, ông trở thành huấn luyện viên trưởng. Sau đó, ông phiêu bạt nhiều đội bóng tí hon khác trước khi đảm nhận vị trí ở Granada. Ông cũng chính là huấn luyện viên trẻ nhất cầm quyền tại đây. Cũng cần phải nói, thành công của Granada mùa giải này một phần cũng do các đội bóng mùa này tại La Liga thi đấu sao sút khá nhiều. Real từ ngày Ronaldo ra đi vẫn đang phải loay hoay tìm lại vinh quang của chính mình. Barcelona và Atletico vẫn phập phù và thiếu ổn định. Chính điều này tạo nên một thời cơ rất lớn cho những đội bóng nhỏ bé như Granada. Với 20 điểm sau 10 vòng, Granada đang là tân binh có khởi đầu tốt nhất tại La Liga trong thế kỷ 21 và là tân binh hay nhất tại các giải vô địch quốc gia châu Âu hiện tại. Họ còn được thủ thành Iker Casillas so sánh với Leicester City tại nước Anh. Có thể nói, Martinez cùng đoàn quân của mình đang đi trên con đường viết lên những trang vàng chói lọi cho lịch sử của đội bóng. Hành trình phía trước còn dài và còn lắm chông gai, nhưng chắc chắn Granada sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Biết đâu, ngay sau mùa giải năm nay, chúng ta sẽ có một chương mới trong lịch sử, nơi mà một câu chuyện cổ tích nữa được viết tại vùng Andalusia.